Vẫn là người đẹp miền quê Đông Bắc. Hôm nay có gọi cần thử nguyện đến để xem anh chàng ấy làm cái gì với cái cần của mình mà khi nó chạy vèo vèo xong ấy. Bà ban đang nguyện. Ô, Ôi chép. trắng. Hả? Chép có kiếm đấy. Đâu? Đâu rồi? Vẫn là người đẹp ngày xưa nhé. Mình quen ông này cứ như kiểu một cái duyên. Cứ muốn lấy video lên up cho anh em xem là lại có ngay mà đây này. Hôm nay cho nguyện xúc nhá. Chép cũng là tốt rồi, trong cái giá giá lạnh mùa đông này mẹ các cụ đi câu móm dài ra như móm D móm L nhỉ. Việt bảo các cụ đi câu mà ví dụ móm mà dài ra móm D móm L. Đấy thì các cụ chính nhá, nhưng mà đấy giữa trời giá lạnh mùa đông này anh em ai đi câu áo rét áo giếc này. Xe cộ này vắt chỉ áo rét rồi này. Úi dồi ôi. Mua được cả bao mang về đây. Mà sao ở đâu mà lôi cước nhìn nhà nhìn nhẵng này ông? Mắc vào hai cước nhau à? Ồ. Cho ngập hẳn cái máng những kia. Ngập thì xong lấy cái kiềm mà ấy. Kiềm ở bên kia rồi. Bữa nay lấy cho em. Mình bị mắc ba phát rồi, sợ lắm rồi. Run tay ấy, kiểu là đúng rồi, run rồi. Có lúc ngập ngón tay mà áo lôi sợ. Có một lần cả hai tay tay kia. Ui con này con chép nó cũ nhỉ. Người bấm đợt trước con này đợt trước rồi nhưng mà để kéo kéo lúc vào đây để tháo nhá. Thế vậy làm gì người ta chọc thế rồi đứt giờ tìm phiên được cái phiên này thì ngon không phải đâu con này không phải đâu. Ủa con bé này nữa đâu phiên nhưng mà bé nó lắp vào đúng không à, bé không lắp đâu lắp to lắp bé gì. Mùa đông bên kia nhá, bên kia có nhiều cụ lắm kìa, một hai bên trên này ba bốn cụ nữa. Để lấy nét lại cho bên kia. Bên kia cũng gấp rồi. Hồ Đèo La nha các cụ nhá. Có trình đến gấp, không có thì ở nhà luôn đi. Cái gì chậu từ đấy nó có cá rồi á? Vậy sao lại có cả cá giống trong này? Lô cái con chép bé này khổ nó quá đi. Ném đi. Ở vậy bạ này. Cho nó may nhỉ. Cá câu được cơ mà có phải là... Không to đấy ông ạ. Con này ăn là phải ăn con này. Vàng ống vàng chế này chả xích lốt mà con đấy cũ ẹt đấy, cùng con này mới là con cũ, hình như hai con đều cũ hết. Ừ, hai con đều cũ ngon rồi. Không nói chung là hai con 6 ký. Úi rồi sách cẩn thận sách tay gãy tay quá khen. Việt Nguyễn làm mưa làm gió trên kênh mình quen Đông Bắc suốt trong thời gian là mình như kiểu quen nhau như kiểu một cái nợ cái duyên ấy. Cứ lần nào lên ngồi cũng thấy giật cá này. Nhưng mà lực đeo khiên toàn lấy khiên của hồ đó. Ông Đào ơi, 5 con chưa? Dạ, bên này lại lên rồi. Lại lên chép thôi. Đen bảo chiều về mới lấy cơ. Giờ còn chưa lấy đấy. Rồi. À, em cảm ơn các bác nhá. Suốt thời gian qua đó xem kênh mình Cờ Đông Bắc nhá. Tiếp tới này em sẽ có nhiều clip hay hơn. Mà chính sáng mình Cờ Đông Bắc đích thân đi câu giải mùa đông tới này. Vào đúng ngày mùng 2 Tết Dương lịch luôn nhá. Đây hồ hôm nay mặt nước lóng lánh sóng sánh không sóng nhiều lắm đẹp. Anh anh em nhá, hồ anh em có trình đến gấp không có trình thì ở nhà ngủ ôm chăn ôm vợ ôm con cho nó sướng nhá đi. Đây báo giá luôn nhá, hồ câu dịch vụ đầy đủ đấy các cụ đọc biển ấy để có cả số điện thoại để liên lạc này à, mấy cây nói nó ché hết cái số đi quá. Để giật nó xuống để mọi người. Đây đây. 0975 004 522 nhá, lại 0368 7282 nhá, 982 nhá. Đây giá hồ đây. Đấy các cụ nào có ấy thì có cái hình cô cái đấy là hình cô ấy. Đấy nhá, cảm ơn các cụ đã theo dõi nhá. Tối em về đăng luôn cho các cụ nóng này, sốt nóng. Sốt nóng mà không lạnh là được.